Nhiên Đức đang lễ Phật, tự nhiên khởi vọng tưởng lên rằng mình bây giờ được niệm Phật, lễ Phật chung gì, tương lai mình ở thế giới Cực Lạc, mình ở trong đạo tràng Đức Phật A Di Đà, cùng nghe Đức Phật A Di Đà thuyết pháp, rồi mình tất cả chúng ta sẽ đi tha phương pháp giới đi độ sanh. Nghĩ đến điều này tự nhiên trong lòng mình nó an lạc lắm quý vị. Dù là cũng vọng tưởng đó, nhưng cái vọng tưởng của nó thiện, thiện quá. Thật sự thì phải nhớ là mình ở cái nhân địa này, cái tâm mình sao thì quý vị sẽ biết được cái quả tương lai bị quý vị đi độ sanh, cái quốc độ sao. Thì giờ mình đọc cái kinh Vô Lượng Thọ mà nhân địa tu hành của Pháp Tạng Tỳ Kheo, mình biết liền gì đâu. Thí dụ như mình ở đây, mình hoan hỷ tha thứ hòa hợp độ sanh sao, thì tương lai quý vị sẽ đến cái quốc độ tiện lợi độ sanh sao. Còn ở đây mình câu có khó chịu, sân si, đấu đá, trở ngại, rồi cuối cùng giáng sanh, thì quý vị sẽ đến cái quả địa mà quý vị độ sanh, đó là hoàn toàn trở ngại. Cái nhân văn mà quý vị quá độ khó độ, giống như văn chở đất hở không. Tại vì quý vị đã gieo cái nhân chở đất hở, thì khi quý vị đi đến cái quốc độ độ sanh mà tương lai về thế giới Cực Lạc mà mình đi đến đó mình độ đó, là mình toàn mình gặp toàn dân thứ dữ không, nó cũng khổ lắm quý vị, chứ không có chuyện gì. Còn đời này của mình á, thí dụ mình ở cái cõi này đi, mình đang niệm Phật và mình đang tu hành đi, bây giờ ví dụ như ai chửi mắng nói mình quán ức gì, mình hoan hỷ hết, mình hoan hỷ hoài luôn, thì mình đột phá vào tâm của họ, tâm Phật họ phát ra. Cuối cùng là họ hóa giải với mình. Họ hóa giải rồi xong mình về Cực Lạc là tương lai á, mình độ họ thuận tiện dữ lắm. Cái quốc độ mà mình độ rất tiện lợi. Người dân hiền hậu không à, dễ thương không à. Dễ thương giống như người dân hiện tại đang ngồi đây vậy đó. Đó. Thấy chưa? Đó. Nên tư nó đó. Còn nếu không thì mình trà trộn vào cái quốc độ mà cực kỳ khó độ, họ không có thuận với mình, kênh với mình không à. Tại vì cái nhân mình đã gieo thành tựu vậy rồi, cái nhân mình gieo thành tựu đã là như vậy, thì cái quốc độ độ sanh mình nó không đặc biệt, chắc chắn luôn. Bởi vì nghĩ đến chỗ này, tự nhiên trong lòng vì sẽ tha thứ dữ lắm, và tâm lượng vì sẽ mở rộng lớn lắm. Bởi vì ngồi suy nghĩ nè, thấy không? Bây giờ những đức chưa về thế giới Cực Lạc thôi, mà quý vị bây giờ nói cái quốc độ mà những đức đang hướng dẫn thôi, thì quý vị thấy cái sức mở rộng chưa? Hồi đó thì những đức ở trong một phạm vi, còn bây giờ những đức đi ra tới không trung luôn à. Thì quý vị biết bây giờ cái lớn cỡ nào ở cái quốc độ này, giờ chứ không thể nào so sánh với không trung được. Cái nhà có lớn cỡ nào cũng không thể nào so sánh với bầu trời được. Đó. Nhìn không có gì nhưng lại có. Có những cái có nhưng mà lại không. Thấy chưa? Không, mình ngồi suy nghĩ nghe. Thì bây giờ quý vị thấy cái phạm vi mà chúng ta đang học tập về niệm Phật để cầu sanh Cực Lạc, cái phạm vi nó quá lớn. Thí dụ như giờ như Đức đang ngồi đây thôi, cái nơi rất nhỏ, nhưng mà cái nhỏ này nó lượng đến từng nhà quý vị đó. Hiện tại mấy ngàn ngôi nhà như Đức đang ở đó, mà nó còn phát huy rộng ra nhiều cái phạm vi khác nữa. Có nhiều người ta không biết vô rum nữa nè, người ta cầm chiếc máy người ta cùng tu chung nè, rồi có những người ta đem máy niệm Phật này nhiều lắm. Thế cái phạm vi mở rộng của chúng ta bây giờ là ra tới không trung, ra tới một bầu trời lớn. Mà đã là không trung thì tặng hơn không có pháp giới. Nếu như cái phạm vi này mà mình mở tâm lượng rộng ra nữa, thì chắc chắn là thế giới Cực Lạc mình phải về thôi, không nói vòng vo. Chắc chắn phải về thế giới Cực Lạc thôi. Cái tâm mình phải có lòng tin cực điểm như vậy đó.
cái lòng tin mình là nhất định Phật A Di Đà sẽ rước mình đến một cực điểm như vậy đó. Và tất cả những ý niệm gì của mình là ý niệm tương lai mình giúp chúng sanh hết. Bây giờ mình chưa đủ nhân duyên làm được điều đó, bản thân mình cũng suy nghĩ tương lai nhất định mình về cực lạc mình sẽ độ sạch. Quý vị đừng có gấp gáp, đừng có vội vàng, cứ là lo niệm Phật đi, thì tất cả những người thuận, những người nghịch, quý vị sẽ độ họ hết. Vì khi mình về thế giới cực lạc, cái chí của mình lớn vô cùng, cái chí nó lớn tặng hư không có pháp giới luôn, chứ nó không có đơn giản. Còn ở cái cõi này, cái chí của mình như con chí vậy đó, nhỏ xíu xíu à, thấy chưa? Nên cái phạm vi mà mình mở rộng ra nó không có lớn. Nên mình về thế giới cực lạc, mình nương vào cái bổ nguyện Đức Phật A Di Đà mà mình sanh tâm Phật. Mình nương vào bổ nguyện Đức Phật A Di Đà mình sanh tâm Phật. Mà mình sanh tâm Phật rồi là cái chí của mình nó bao la vạn trượng. Vạn là cái chữ vạn là vô lượng đó quý vị. Cái chí mình nó vô lượng. Thì lúc đó quý vị yên tâm, thuận nghịch gì đến với quý vị rồi là thu phục hết. Tại quý vị biết họ đang cần cái gì, họ đang muốn cái gì từ mình, mình đáp ứng nhu cầu cực kỳ phù hợp luôn, nên mình độ được hết trơn. Còn bây giờ thì mình không biết. Nà, thí dụ như bây giờ họ thích ăn trái cốc mà mình đưa trái ổi, nó đâu chịu ăn đâu. Nó thích ăn trái ổi mà mình đưa trái sari, nó không chịu ăn. Còn khi mình về thế giới cực lạc là mình biết họ đang thích ăn trái ổi, mình đưa trái ổi. Mà mình biết họ thích ăn trái ổi loại gì nữa chứ, ruột đỏ hay ruột trắng nữa chứ. Đó. Nên đó là cái mà điều mà chúng ta chia sẻ rất dễ hiểu. Khi quý vị nghĩ đến điều này rồi, trong lòng quý vị chèn ô, nó an lạc, nó tuyệt vời như thế nào á. À, rồi vì sẽ thích thú niệm Phật, rồi tự nhiên có Phật hiệu trong tâm bị nó lưu sức ra nghe. Vì đến cầu thang quý vị đi vòng vòng nhà, quý vị đi cắt rau, quý vị xào đồ ăn, quý vị trong tâm quý vị nghe, lưu sức ra nghe. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nó vui, thiệt là vui. À, lúc đó rồi quý vị biết rằng là ăn mặn, ăn lạc, ăn ngọt, ăn cay, ăn đắng, ăn sao cũng cảm thấy vừa bụng. À, ngon thì ăn nhiều một chút, không ngon thì ăn ít một chút. Tâm rất dễ tính. Lúc đó rồi quý vị chưa về thế giới cực lạc thôi mà mình đã cảm giác có sự an lạc của cái niệm Phật. Nên tại sao cái người ngày xưa người ta thích niệm Phật đến mức mà người ta niệm nó gọi là đi đứng nằm ngồi người ta niệm. Tại vì sao? Vì người ta an lạc quá. Ý biết rằng khi niệm Phật là mình đang phát triển cái tự tánh Phật, mà tự tánh Phật là nó giống như nó quá giải hết sự quán thù. Tự tánh Phật mà hiển lộ thì giống như nó quá giải hết sự quán thù luôn. Có người mình khổ đau là do gì? Cái tâm tình chấp gì, gì thương hận của mình nó nằm trong, thương ghét nó nằm trong. Nên mình bị cái sự câu thúc của vui khổ. Một cái nghĩa là mình chấp vui thì đi đến cái khổ, mà mình chấp khổ thì nó càng khổ thêm. Mọi người thấy không? Chấp vui đi đến cái khổ, mà chấp khổ càng khổ thêm. À, giống như mình ăn chén cơm ngon, ăn hai chén, ba chén, nó ngon nhưng mà nó no quá, nó trở thành khổ. Mà khổ mà tiếp tục mà ăn thêm nữa thì nó càng khổ thêm. Đó. Nên từ nơi đó mà cái chữ Phật là nó giải luôn vui, nó giải luôn khổ. Nên nó sanh lên cái pháp lạc. Này tuyệt vời nè quý vị. Nó. Nên bây giờ chúng ta nè đi vào công phu nè, mỗi một đoạn nói chuyện của chúng ta nó có trọng lượng, nó không có còn những cái phạm vi mà chúng ta mới bị câu thúc từ cái hoàn cảnh xung quanh, mà con người nhân sự. Hồi đó là mình nói một chút là vô con người nhân sự nhiều quá, nó lạc phạm vi niệm Phật giảng sanh của mình đi. Còn bây giờ là mình chú tâm vào chuyện niệm Phật giảng sanh, vì bây giờ những đức chỉ có một mình đơn coi thôi, và thế giới cực lạc thôi. Còn quý vị thì bây giờ quý vị mỗi người là mỗi gia đình rồi, mỗi người tự lo đó, là những đức đâu có dính vô cái chuyện này đâu. Nên bây giờ cái phạm vi nói chuyện của những đức là thế giới cực lạc, và cái tâm những đức là đặt ở thế giới cực lạc. Dù bây giờ thang đang còn ở Ta Bà, tổ sư nói rằng là thang cái còn ở Ta Bà nhưng tâm đã ký gỡ ở thế giới cực lạc đó. Nên từ nơi đó mà câu Phật hiệu mình lưu sức ra rồi nó phát tâm rộng lớn. Khi nó phát tâm rộng lớn rồi, cái phạm vi mà chúng ta hiện tại thôi thì thấy mở rộng chưa? Hồi đó đạo tràng mình không phải là đạo tràng thì không chung nha quý vị. Dù có lớn cái nào không phải gọi là đạo tràng thì không chung. Nhưng bây giờ đạo tràng chúng ta gọi là đạo tràng không chung.
Cái chữ không chung nó không đơn giản. Không chung là tặng hư không khóc pháp giới quý vị. Cái tần số niệm Phật của chúng ta đang lượng đây này là nó xa rộng lắm, không giỡn đâu. Nó không phải là phạm vi những đức với cô Diệu Ngọc, những đức với cô Khang An, hay những đức với cái cô An Liên, hay những đức với cô Viên Minh, rồi những đức với chú mà Lê Văn Nhân, không phải nữa. Mà là tần số này nó lượng rộng vô cùng luôn. Mà cái tần số lượng câu Phật hiệu này nè, theo cái tần số đó, chúng sanh nó trong tần số, mà khi mà nó lượng đến mình đó, là chúng sanh theo cái tần số đó nó được cảm hóa. Không đơn giản. Tại vì cái lời nói mình là nó cảm với con người nhân sinh cùng nhân sinh. Nhưng mà trong cái nhân sinh lời nói nó đi theo cái tần số không chung này, nó độ chúng sanh ở trong không chung. Đến chỗ này đúng là tuyệt. Nghe đến chỗ này vì thấy mát mẻ trong lòng, như thế tuyệt vời chưa? Có nghĩa là Phật Bồ Tát nói rằng bây giờ ông phải làm cái việc mà cái tần số ông phải đi lượng trên không chung. Vì chúng sanh trên không chung nó đang bị khô héo, đang bị nặng nề, đang bị khó chịu, nóng bức, thì cái tần số niệm Phật này lướt theo chỗ đó, nó làm cho những cái chỗ khô hạn, nắng nôi, bực bội, khó chịu đó được tưới tẩm mát mẻ như từng giọt nước cam lộ Bồ Tát Quan Âm Bồ Tát rải xuống. Nên quý vị biết rằng là cái đạo tràng không chung này lợi ích không thể nghĩ bàn. Nếu như một cái quốc độ nào, một cái đất nước nào mà có nhiều cái đạo tràng không chung niệm Phật như vậy là đất nước đấy đại phước báo. 100% là đại phước báo quý vị ạ. Vì thế giới cực lạc á, vì sao bình an vậy không? Vì người ta niệm Phật. Đại lão Hòa Thượng Tịnh Không ngày giảng ngày từng nói một câu rằng ở cái cõi này quý vị tạm dừng cái việc học lại đi. Học đây là ngài ý ngài nói là quý vị đi lang thang á. Nó biết tịnh độ rồi mà đi quá trời nơi, đi tìm kiếm quá trời chỗ. Vì tạm dừng đi. Bây giờ thế giới cực lạc đi rồi quý vị đi học tha phương khắp pháp giới. Vì cái căn bản của trí tuệ gọi là căn bản trí đã có. Mà căn bản trí đã có thì tiếp nhận, tiếp thu tất cả những lời giáo hóa của 10 phương chư Phật, chúng ta sẽ rót thẳng vào tâm. Còn bây giờ cái căn bản trí mình nó không có, mà cái tạp tâm mình nó quá nhiều, mà càng đi tìm thêm thì tạp càng nhiều. Càng đi tìm thêm thì tạp càng nhiều đó. Nên bây giờ chúng ta lắng động tâm lại, chủ tâm ngay câu Phật hiệu. Hay chủ tâm ngay câu Phật hiệu. Rồi ngày mở rộng phạm vi ra rằng cho những người thích học nó rằng vì thế cực lạc đây muốn học đi học bao nhiêu thì học. Một bài giảng của Phật A Di Đà thôi. Một bài giảng của A Di Đà Phật vì ngồi thánh chúng ngồi với nghe thôi, gọi là thánh chúng. Nghe không? Còn mình ở đây giỏi lắm là đại chúng. Còn gọi là tạp chúng. Đó, tạp là nhiều tính tình đó quý vị. Chưa gọi là thánh chúng quý vị. Thế giới cực lạc chúng ta đang ngồi nghe Phật A Di Đà thuyết pháp gọi là thánh chúng cực lạc, thượng thiện cực lạc đang ngồi nghe Phật A Di Đà thuyết pháp. Thì trong phạm vi hóa độ đó của một bài pháp Phật A Di Đà thôi, thì tất cả những hàng thánh chúng bên dưới, người tu pháp nào được độ pháp này. Tuyệt chưa? Quá tuyệt vời đó. Còn mình bây giờ thì căn bản trí mình chưa có nè, mình lỡ mình nghe môn này môn kia môn nọ thì nó thành tạp hết. Nó không khai thông. Không khai thông thì thành tạp thôi. Giống như bây giờ mình đang mù mờ, chưa biết đường để đi đến mục tiêu. Mà mình càng đi nhiều con đường thì nó càng xa phạm vi ra. Nó càng xa phạm vi để đi tới mục tiêu đó. Nên một câu Phật hiệu này là một con đường vô cùng thẳng đi về thế giới cực lạc. Nếu như thật sự chúng ta muốn về thế giới cực lạc thì nên một câu Phật hiệu này là mục tiêu chuẩn nhất. Cứ ở nơi nào lo niệm Phật chân thật nơi đó đi. Phật A Di Đà nhất định sẽ đến. Phật A Di Đà nhất định sẽ đến. Quý vị cứ yên tâm đi. Đức Thích Ca Mâu Ni là giáo chủ của Ta Bà. Đức Phật A Di Đà là giáo chủ cực lạc. Hai vị giáo chủ này kết hợp lại để độ sanh. Đức Thích Ca Mâu Ni thì độ sanh trượt ác, ngũ trượt ác thế. Phật A Di Đà thì phát triển một cái quốc độ tuyệt vời. Sự khổ đau là giống như cái sự mà nghèo nàn đi. Có Ta Bà giống như nghèo nàn đi. Còn thế giới cực lạc thì cực kỳ giàu sang. Nói dễ hiểu đó. Thì bây giờ Đức Thích Ca Mâu Ni ngài muốn đưa nhân dân của ngài di dân qua cực lạc Tây Phương. Mà hai vị này đã kết hợp bắt tay nhau và chấp thuận, gọi là ký hợp đồng đàng hoàng.
Chỉ cần người dân nào của cõi Ta Bà mà muốn di dân qua thế giới Cực Lạc thì Đức Phật A Di Đà sẽ tiếp đón. Mà tiếp đón đây không phải là ngày ngày sai sứ giả qua rước, hoặc là sai người dân ở thế giới Cực Lạc đến rước, mà đích thân Đức Phật A Di Đà đến rước luôn. Tuyệt vời. Nghe đến chỗ này rồi quý vị cảm thấy nè, con người nó lăn lăn cõi lòng. Quá Đức Phật A Di Đà tuyệt vời. Có nghĩa là ngài quá khứ là thành kính, không nói dòng do chứ. Quý vị coi, có cái quốc độ nào, có đất nước nào mà hai đất nước ký hợp đồng gì đó mà người dân qua đất nước khác mà cái người chức lớn nhất của một đất nước mà ra rước, quý vị? Không có đâu. Không có đâu. Chỉ có cái việc mà Đức Thích Ca và Đức Phật A Di Đà, mà Đức Phật A Di Đà cái tâm ngày cực kỳ lớn, bởi vì mười phương chư Phật tán thán ngài là đúng rồi. Mình là một chúng sanh nhỏ bé ở cái quốc độ Ta Bà trượt ác khổ đau này nè, như vậy mà chỉ có niệm danh hiệu ngài mà đích thân ngài đến ngày rước mình, thì nghĩ sao quý vị? Mà ngài đến ngày rước, ngài đi cùng với hai vị mà cẩn thận thừa tướng sát bên cạnh ngài là Quan Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát đi chung, và tất cả những hàng thánh chúng mà đi theo cùng rước chúng ta là tất cả những người đã từng có duyên với chúng ta. Tuyệt chưa? Đó, nên quý vị biết rằng là hiện tại ở cái cõi này, quý vị nhân duyên quý vị độ sanh, nhân duyên quý vị kết với người thiện nhiều cỡ nào thì quý vị biết cái phạm vi mà khi quý vị giảng sanh mà người đến tiếp dẫn quý vị nhiều cỡ nào, nhiều cỡ nào. Đó, nghĩ đến cái chỗ này rồi trong lòng tha thứ hết trơn, không có buồn ai nữa chứ. Thí dụ như bây giờ người ta thương mình đi, mình sẽ độ người ta về Cực Lạc. Người ta chửi mình đi, mình cũng sẽ độ người ta về Cực Lạc. Vì người ta chửi hoài luôn, chửi đến lúc hết chửi rồi thì giống như đoạn đường rồng rền để đi qua rồi thì đi đến đoạn đường bằng phẳng. Hiểu không? Mình hãy chấp nhận nó sẽ đi đến con đường bằng phẳng liền. Bây giờ quý vị coi, nếu như những đứa cảm giác, những đứa ra ngoài bị thiệt thòi, làm sao có ngày hôm nay? Nhờ dụng công niệm Phật mà cảm giác của ngày hôm nay nó mới có được cái việc này quý vị ơi. Thật sự mà nói, trong lòng bây giờ nó dạt dào. Vô cùng, không phải đơn giản quý vị ơi. Cái cảm giác này nó lui sức ra từ cái giờ công phu tu tập. Nó không phải là một cái sách vở gì để trước mặt để mà mình theo cái lịch trình để mình nói, không có. Mà đây là một cái sự dạt dào tự nhiên. Những đức tin chắc rằng Đức Phật A Di Đà ngày rất thương mình. Nên cỡ nào thì ngài ở cái quốc độ ngài có cái nguyện, ngài chéo cho mình vài cái quang minh, nên bản thân mình nó sáng suốt cái nội tâm mình. Tự nhiên những cái điều nói này nó làm cho những con người niệm Phật đó quý vị được, giống như quý vị được xông ớp bổ nguyện mà cảm thấy con người nó an lạc vô cùng. Chàng ơi, mỗi buổi sáng mà như vậy thì một ngày nó an lạc cỡ nào quý vị? Mở mắt ra liên phượng. Nó tự nó ra mà nghe mà ấp hơi đến mức mà nhắm mắt luôn. Bộ quyền Di Đà không đơn giản ơi, sáng nào mà cũng tu tập xong mà nghe như vậy rồi quý vị thấy không, không cần tốn tiền xe đi đâu, nó thấy chưa, không cần tốn tiền xe đi đâu, giảm tối đa vì những việc thị phi đông người. Mà tại gia đình người thân con cháu gì cụ quyền thất tổ đều được nhờ hết trơn. Tại vì sao? Vì ông bà tổ tiên mình lúc nào cũng thương con cháu, nên lúc nào cũng ở bên cạnh trong nhà mình nhiều lắm. Nếu giờ tại nhà quý vị như vậy thì ông bà tổ tiên được nghe rồi. Ông bà tổ tiên rất là khổ khi chưa được siêu thoát. Họ nghe điều này họ nói, ô thì ra có một cái quốc độ tuyệt vời như vậy sao? Như vậy thì tôi muốn về thì phải làm sao? Nó là niệm Phật. Giống như đứa bé 5-6 tuổi, người cha tụng kinh Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, người cha nói thế giới Cực Lạc an vui tự tại như nãy giờ nói nè. Đứa bé hỏi cha ơi, thế giới Cực Lạc tốt như vậy sao cha không về? Người cha nói rằng cha chưa về được, chưa đến lúc phải về. Đứa bé nói vậy thì con muốn về thế giới Cực Lạc phải làm sao? Người cha nói chỉ cần con chân thật con niệm Phật, con muốn gì thế giới Cực Lạc, niệm như thế nào? Niệm A Di Đà Phật.
Đứa con nói dạ gì con niệm Phật. Đứa bé tâm trong sáng vô cùng, nghe người cha nói đúng một câu, bé không biết gì để bà nghi nữa. Bé niệm Phật, niệm Phật, niệm Phật. Như vậy mà bé niệm vài năm sau thôi. Đây là thị hiện đó nghe. Cho vị thấy cái lòng tin trong sạch đó. Thì một ngày nọ đứa bé nói ba ơi, ba ngày sau Phật ấy đã đến rước con lúc 12 giờ trưa. Mà sao tới ưa lờ lửa 12 giờ trưa nghe. Linh, linh bây giờ cái là 12 giờ khuya tu cũng không đơn giản, tối hôm nay tiếp tục. Ngay giờ phía nên vì biết rằng là người cha nghe con nhỏ mà nói chuyện ngộ quá. Cha bữa đó cho rủ một số người đến niệm Phật để đưa tiễn con về cực lạc. Thì biết sao? Biết tại sao? Tại sao mà cái người mà ta giảng sanh mà ta kêu mình á, mà rủ một số người lên niệm Phật đưa tiễn tới về cực lạc? Tại sao không? Tại sao? Tại vì người ta muốn làm cái minh chứng để cho quý vị phổ biến rộng ra, để cho nhiều người biết giảng sanh. Đó, giống như bé 11 tuổi liên tỉnh á, chùa mình á, bé ra đi mà lúc cuối cuộc đời bé mà bé tỉnh táo rõ ràng minh bạch luôn, thấy chưa? Mà những đức tặng bé chiếc lắc A Di Đà Phật, bé nói rằng con để là cho thầy chiếc lắc A Di Đà Phật đi thiêu. Có nghĩa quý vị biết, đừng có nói vàng mà nó cũng chảy, đừng nói chi bạc. Nhưng mà thiêu xong rồi thịt xương như tử thành cho bụi, vậy mà chiếc lắc A Di Đà Phật vẫn còn tồn tại. Nó những đức đưa cho những quan bắt đầu chặn bám cắt nó. Vậy đi hỏi ông coi có không, đưa ông cắt mà nó. Nên quý vị biết rằng là rất là minh bạch. Thì bây giờ cháu làm như vậy, những đức muốn quay những video đưa lên hơn cả triệu người coi, đó là quảng bá điều tốt điều thiện. Nó cũng như đứa bé này thôi, mấy tuổi niệm Phật rồi xong nói với cha là ngày đó con giảng sanh. Thì biết rằng là người cha nghe như vậy, người cha rủ một số bạn đồng tu đến, lỡ ngày đó lỡ niệm Phật thử coi như thế nào. Nó nhỏ xíu mà niệm Phật giờ đó xong, cháu ngồi cháu niệm Phật xong cùng với mọi người thôi, chào mọi người tôi đi, cháu giảng sanh. Quý vị coi lòng tin trong sạch, quý vị ô ô, nó cái lòng tin mình có trong sạch không? Ô sạch lắm. Nó nên bây giờ có được cách tu gì rồi quý vị ô, là quý vị cố gắng dụng công niệm Phật, quý vị ô tương lai Phật A Di Đà ngày sướng tiếp dẫn mình về cực lạc, nó tuyệt vời lắm quý vị ô. Cái cảm giác quý vị coi mà bây giờ có giàu sang phú quý cỡ nào mà khi mà thọ mạng đến rồi có cầm theo được gì đâu, nhưng mà quý vị nghĩ tới cái chuyện khi thọ mạng quý vị đến rồi, thèn ơi quý vị ơi, có Phật hiệu quý vị niệm lên, Phật A Di Đà ngày phóng quang một cái bao trùm quý vị lại, lúc đó quý vị tận mắt thấy Phật A Di Đà, Quan Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Hoàng Thánh chúng, và tự nhiên quý vị đang nằm trên cái giường gì mà toàn là mặt đất vàng ròng, người dưới đất trên chợ đều nên niệm Phật, toàn là thánh chúng bao vây quý vị lại luôn, xung quanh bị toàn là thánh chúng, trong lòng bị vui sướng vô cùng. Mà theo Phật A Di Đà bị nghĩ cảm giác này thì sao? Còn bây giờ tiền bạc giàu sang của cải có nhiều cỡ nào, nhưng mà cặn tư nghiệp ghen la ghen xiết, chết mắt mở miệng hả, còn chấp của cải, bị nghĩ cảm giác sao? Suy nghĩ đi, suy nghĩ đi đó, rồi suy nghĩ đi đó. Bao nhiêu con người trước mặt mình thấy rõ ràng của cải bạc chắc rất nhiều, chết một cái không cầm theo được gì, việc này là cực kỳ xác thực. Vì không thấy nữa, vì thấy những đức cái thời gian mà có cơ hội làm việc thiện, vì thấy những đức làm kinh chưa? Quý vị đã nghe những đức nói bao nhiêu lần chưa? Đánh nhanh rút gọn, đánh nhanh rút gọn, đánh nhanh rút gọn, phải không? Có nhiều người tưởng những đức là tiền bạc dữ lắm luôn, nên những đức làm không tưởng tượng được. Một lần mấy chục ngàn người là mấy chục ngàn cái máy, tặng quà quá chèn luôn, kết duyên quá chèn luôn. Vì sao? Vì những đức biết duyên hợp duyên tan trong cuộc đời, có duyên mà không làm, mai mốt muốn làm được, phải không? Đó, phải không? Đó là người ta biết nắm bắt cơ hội quý vị. Nên 15 năm của những đức ở trong ngôi Tam Bảo là cực kỳ thu thắng, bây giờ mới có ngày hôm nay nè, đạo tràng không chung. Nếu như lúc đó mà lo được lo mắt, sợ hết tiền thì không bao giờ có được nhân duyên thù thắng này. Tại sao quý vị quý những đức? Tại sao quý vị quý những đức nhiều như vậy? Vì sao? Vì những đức quá nhiệt tình với quý vị. Nhiệt tình đến mức mà muốn moi tim, moi gan, moi ruột ra, bỏ trước mặt luôn, cho quý vị nấu cháo lòng ăn luôn. Quý đến mức như vậy đó.
Nó như Đức thương quý vị đến mức như vậy mà quý vị không thương những Đức nữa thì quý vị thương ai? Quý vị coi sáng mà tu xong mà những Đức nói chuyện gì quý vị cảm giác như thế nào? Cảm giác lăng lăng cỡ nào? Rơ rụng hết những điều buồn dặn hẳn chắc người, bao nhiêu sự hận thù bao nhiêu năm nay rơ rụng luôn. Chỉ có bổ nguyện niệm Phật thôi, chặt đứt cái tâm hận thù, chặt đứt cái tâm tham lam, chặt đứt cái tâm ích kỷ. Chỉ có sống bằng một cả một tấm lòng đối với cha mẹ, đối với anh em, bên vợ bên chồng, bằng cả tấm lòng mình luôn. Bây giờ què hoặc tạc nguyền gì cũng cảm thấy mình hạnh phúc vì mình được niệm Phật. Không buồn nữa, không thấy mình xấu nữa, không thấy mình lé nữa, không thấy mình hô nữa, không thấy mình lùn nữa, không thấy mình mập nữa. Không thấy những điều mà mình cảm thấy mình bị thiệt thòi đó nữa. Bỏ hết những điều mà mình nghĩ mình bị thiệt thòi đó luôn. Vì cái cảm giác này tuyệt vời cỡ nào chưa? Mở rộng tâm lượng ra, mở phạm vi tâm cực kỳ lớn ra. Tâm lượng là một cách để phạm vi mở rộng lớn nhất. Hành vi và cái sự đi của chúng ta nó còn giới hạn, nhưng phạm vi của nội tâm là lớn nhất. Mà phạm vi của nội tâm muốn mở rộng lớn là chỉ có niệm A Di Đà Phật. Phạm vi của nội tâm tuyệt vời nhất. Cái bài chia sẻ này nó quá tuyệt. Nghe mà trong lòng mình mà mình nói thôi mà cái cảm giác nó an lạc lắm quý vị ơi. Không biết quý vị như thế nào? Quý vị có an lạc không? Ai an lạc cho anh chàng pháo tay coi. Thôi chúng ta hẹn gặp ở cực lạc nha quý vị. A Di Đà Phật. À, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chúc vị an lạc nha. A Di Đà Phật.